Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ thực hiện món vịt xào sỡ các bạn ạ. Tự nhiên hôm nay anh em mình thèm vịt xào ấy, thế nên là mình sẽ có chuẩn bị một ít vịt với cả một ít xả ớt nữa. Bây giờ mình sẽ đi thái vịt các bạn nhé. Mình sẽ thái thành những miếng nhỏ để dễ ăn. Đây các bạn, sau một hồi chuẩn bị xong thì mình đã băm được xả ớt rồi các bạn nhé. Cái này gồm xả ớt và tỏi. Đó, có những anh tỏi bên trong. Cùng với vịt thì mình sẽ đưa lên bếp để xào các bạn nhé. Đây các bạn ạ, đây là toàn bộ những cái gia vị và mình sẽ chuẩn bị xong. Bây giờ mình chọn cho lên bếp xào các bạn nhé. Mình cho một lúc cho dầu sôi các bạn nhé. Sau khi mà dầu nó sôi thì mình sẽ cho xả. Mình sẽ đợi một lúc cho nó vàng đã các bạn. Thì cho một ít sao dế. Cho ghi nhé các bạn. Ok, thì mình đã làm xong rồi các bạn ạ. Thì rất là cay luôn, nó cay nó cái hương nó sộc cái mũi. Nó như kiểu là mù tảo đấy các bạn. Rất là cay. Ok, mình xong rồi các bạn nhá. Mình sẽ tắt bếp đi. Nên một lúc nữa mình sẽ vớt ra bát đĩa các bạn nhá. Hết nhá. Điên hết chứ chả cho ăn rồi.
không biết. Ui, 3 tháng nữa thì nó ngon lắm. Lấy cả thịt nữa. Con này lửa to rồi. Ui, nước quá. Bây giờ mình sẽ thêm một cái món thịt kho vào các bạn ạ. Mình chả biết làm món này thế nào đâu. Trên nhà có sa tế rồi là tương cà các thứ mình cứ cho hết vào. Một chút đường, một chút muối, mình cũng làm món này rồi, thấy cũng khá là ok. Mình sẽ thực hiện món này các bạn nhé. Ok. Cho thêm nước vào các bạn. Mình sẽ xào qua lên các bạn nhé. Cho nó săn cái thịt. Nó ngấm sao đi. Thì đó thì của mình nó sẽ khá là ok. Nó mới cùng chờ đổ nước vào thôi. Và đun đến khi nào nó cháy đen xì thôi các bạn. Cháy đen xì thôi đấy, chắc mình đi tòng. Bây giờ mình sẽ đi mua nước ngọt các bạn ạ. Tôi 1.000 cô. Cái kẹo Skull nghe này bao tiền cơ? Ngon, bán cháy bỏ chết luôn các bạn. Rất là ngon, vị nó rất là đậm đà. Ok các bạn, như vậy là mình đã hoàn thành món vịt sò.